À, chúc đại gia đình chúng ta cộng tu ngày Chủ nhật an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. À, đây là một nhân duyên rất là đặc biệt, quý vị. Dù mỗi một nhóm người tu các tỉnh thành khắp nơi nơi, từ trong nước ngoài nước, duyên này quá đặc biệt. Dù là đạo tràng trên không trung mà tập trung từng nhóm người đông như vậy, đúng là tịnh độ đúng mùa. Người già người trẻ đều vô tu tập được, thấy nhiều đứa nít rất giỏi tu tập với người lớn, niệm Phật lễ Phật đồ rất là nghiêm túc, giống như quản quý Phú Yên đồ nguyên nhóm rất là đông, nhiều cháu nhỏ đồ tu tập đồ đặc biệt vậy. Nên nhiều nhóm người giống như đạo tràng niệm Phật số mấy chú rồi cũng tu tập đồ, anh em đồ tập trung nhau nhiều lắm, rất là nhiều nhóm, quý vị thấy rõ ràng nhiều nhóm lắm. Huệ Nguyễn đồ lễ Phật tuốt ở bên ngoài Liên Thu đồ này cũng nhóm người được Quảng Tâm Bình Định đồ Tam Bảo vậy đó. Nên đây là một cái nhân duyên rất thù thắng mà ngày Chủ nhật không tu tuyệt vời quá quý vị. Thì biết rằng là có khi những đức đi ra những cái đường sau của những điểm chùa đó, những đức ở chùa nhiều lắm, nhưng mà những đức thấy cái duyên đúng là mỗi người khác nhau. Có nhiều ngôi chùa những đức thấy đóng cửa suốt, nhưng mà quý vị đây cắt ra một căn nhà bình thường như một căn nhà cư sĩ ở bình thường thôi, vậy mà có thể rủ người ta đến niệm Phật vài chục người, không đơn giản. Có khi một ngôi chùa người ta mà đóng cửa kiếm vài chục người, lỡ tu không có, không có giỡn nghe quý vị. Vậy mà quý vị có thể một gia đình, tại gia đình quý vị mà có thể mỗi tuần chủ nhật hoặc là thường xuyên vài chục người đến tu, có nhiều người đạo tràng mà hơn cả trăm người cư sĩ niệm Phật chung với nhau. Quý vị nghĩ cái công đức phước duyên này thù thắng biết bao nhiêu mà nói. Mà cái đặc biệt nữa là mỗi lần cộng tu mình hỏi những người muốn tu rung mỗi ngày, trong cái nhóm người mình ai là người biết đăng ký giùm cho anh ta. Tại vì khi mình tập trung lại gì là mỗi tuần thí dụ, nhưng mà cái quan trọng là mỗi ngày. Mỗi ngày là điều 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 điều, giống như ngày nào mình cũng ăn cơm điều điều vậy đó, hiểu không? Còn mình tập trung gì là nó sức ảnh hưởng, giống như mỗi tuần huynh đệ tỷ muội rồi gặp nhau tu thờ. Như cái tu thờ xong á, mình thí dụ như ăn cơm rồi quý vị, mình niệm Phật mà, nên khi mình ăn cơm mình cũng niệm 10 câu Phật hiệu rồi mình ăn cơm. Ăn cơm xong rồi mình niệm 10 câu Phật hiệu, có vài lời nói gì vui vẻ vài câu cũng được, thấy không? Nên từ nơi đó mình cũng theo cái cách gì mà mình làm. Nên những đức nói rằng là tại gia đình quý vị mà số lượng người mà đông, ví dụ như quản quý Phú Yên rồi đi, đông lắm, mấy chục á, những đứa thấy chắc là mấy chục người á, rất là đông người luôn đó. Mà bên dưới rồi còn rất nhiều nhóm, rất nhiều nhóm đồng sáng đồ ha, và cụ đồ tập trung đồ niệm Phật thường xuyên, là nhóm đồng sáng là thường xuyên tập trung. Nên những đức nói rằng là gia đình của quý vị mà nói mà được gì là quá tuyệt vời. Nói đây, đây gọi là ông bà cha mẹ có đức thì con cháu bằng sức mạng. Thật sự mà nói giúp cho người ta niệm Phật là cái đức. Mà ngay cái gia đình mình, ngay cái mảnh đất mình mà ta lỡ ta niệm Phật mấy chục người, cả trăm người không đơn giản. Như nãy như Đức nói mà, có nhiều ngôi chùa mà đóng cửa không có người ta tu luôn à, hoặc là có một hai người ở trong đó thôi quý vị. Thí dụ như bây giờ quý vị nấu ra một nồi cơm dù có bự cỡ nào, nhưng mà không ai ăn cơm trong nồi đó hết trơn, thì mình nấu nồi cơm bự làm gì?
Ví dụ như mình cắt một căn nhà thiệt to mà căn nhà đó không ai ở, không có làm được việc gì ý nghĩa trong căn nhà, thì dù cắt căn nhà to cũng không có lợi ích gì. Nó như Đức nói gì, quý vị mở rộng ra đi. Còn bây giờ quý vị là một căn nhà nhỏ nhỏ thôi, gì đó mà người ta lợi, người ta niệm Phật mấy chục người trong nhà quý vị. Nghĩa là duyên quý vị cũng không đơn giản, quá thù thắng luôn á. Mà từ 10 người mấy chục người này mà tập trung lại thành một cái đạo tràng trên không trung. Giờ này mà nhúm người vậy là khoảng 800 thành viên. Thí dụ như giờ đạo tràng của Quảng Quý là một thôi, là một thành viên đó. Mà một thành viên mà nó thành mấy chục con người trong một thành viên. Mà một thành viên đó nó ra thành 800 thành viên. Thì vị thấy cái lượng người mà từ một người lên tới vài chục người. Một người là đều hết trơn à. Rồi từ 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, từ lên vài chục. Thì vị nghĩ cái số lượng người đông cỡ nào chứ. Mỗi từng cộng tu đạo tràng trên không trung này vị. Đây là một đạo tràng trên không trung nghe, mà khắp nơi nơi tập trung. Mà người tỉnh thành này, thành này, tỉnh thành kia, thí dụ như Diệu Minh ở Bến Tre đó, là thí dụ như ở bên nước ngoài, bên Mỹ rồi này kia, không? Người ta vô tu vậy, đó, cái nhiều người bên nước ngoài rồi, như cô Thủy rồi, của nước ngoài. Thì thí dụ như mà từ trong nước ngoài nước mà tập trung thành một cái đạo tràng trên không trung này, nó không đơn giản. Dù ngôi chùa người ta mà nói mà nếu mà kiếm 1.000 người mà đến mà niệm Phật là cái ngôi chùa đó dữ dằn lắm rồi. Cái đạo tràng 1.000 người là dữ lắm, không có giỡn đâu. Còn bây giờ 800 thành viên mình nè, là cái số lượng hơn 1.000 người là chắc chắn luôn. Tại vì thấy một thành viên mà như mấy chục này nhiều, rất là nhiều. Mà 3-4 người là đều rất là đều luôn, 3-4 người rất nhiều. Như mấy đứa nhỏ nhỏ mà gì ai với đạo Phật gì nè, bản áo dân gian nè. Đó. Nhỏ 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 đó cho người ta cũng lên tu ngon lành, mấy vị thấy không? Như mấy đứa nít này thiện căn á. Nó mấy đứa nít này thiện căn. Như mấy đứa nhỏ nhỏ Diệu Thi gì đó, Gạch Giá hả? Nên từ nơi đó mà nít mà nó biết nó vô tu, mà tu rất nghiêm túc nghe. Hồi nãy nhà Đức thấy có 3 đứa nhỏ, con của cô bé Tư rồi, 3 đứa nó mất tiêu rồi. Mà thấy nó nhỏ xíu thôi, mà nó vô nó tu, cũng tu ngày Chủ Nhật. Nít nhỏ không. Thì mình thấy rằng đúng là cái pháp môn tịnh độ này gọi là tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu. Mà cái cách tu này tự nhiên vô nít nó cũng tu được. Mà đông người nó háo hức, nó vui, nó tu tập. Nên những đức nói rằng là tại gia đình quý vị mà người ta về người ta tu gì. Rồi xong ăn cơm cũng niệm Phật, ăn cơm xong cũng niệm Phật. Thật sự mà nói, đây là một cái nhân duyên đặc biệt thù thắng. Mà cái tuyệt vời nữa đó nghe là ngày nào cũng có cách tu này tại nhà luôn. Tam bảo tại gia đình, tam bảo từ trong tâm mình. Mỗi người có một cái cách tu, một pháp tu rõ ràng hết. Siêng năng đi đứng nằm ngồi niệm Phật thêm cái nữa. Thì vì biết rằng đây là đại nhân duyên thù thắng. Nên những đức mở rộng cái phạm vi này ra, rồi lây quay tới lễ viết Đức Phật A-di-đà nữa nè. Lễ viết Đức Phật A-di-đà kỳ này trên không trung chúng ta tổ chức 3 ngày. Tại nó nằm ngày gì nè quý vị? Ngày 15, 16, 17. 15 nó nằm ngay Chủ Nhật luôn. 15 nó nằm ngay Chủ Nhật. 15 tháng 11 âm lịch, 16 tháng 11 âm lịch, 17 là ngày chính, 17 tháng 11 âm lịch là ngay ngày lễ viết Đức Phật A Di Đà. Nên chúng ta tổ chức ngay 15, 16, 17, 3 ngày. Nên quý vị bây giờ là ví dụ như một người rủ được 2-3 người, một người rủ 3-4 người, 5-7 người, dù ở bất cứ nơi nào trong nước ngoài nước, tập trung lại ngày đó, ai có đèn bông sen cầm theo. Còn nếu không có đèn bông sen thì mình mua mấy cái đèn cày để trên cái dĩa nhỏ hay sao đó quý vị. Bị cầm lên giống như cái ngày đó, là giống như đèn là tượng trưng cho ánh sáng. Mà giống như Phật Pháp là ánh sáng, mà đem ánh sáng là mình truyền tay nhau. Giống mình đem cái hay này mình truyền tay nhau quý vị. Giống mình đem cái pháp tu, cái pháp mà Phật nói là cái pháp thù thắng. Cái pháp niệm Phật là cái pháp thù thắng. Mình đem cái pháp này mình truyền từng người. Nên cái ngày lễ viết Đức Phật A Di Đà vì sao mà người ta đốt đèn truyền tay nhau, là ý muốn nói là đem cái pháp niệm Phật này để truyền bá rộng ra, đem cái lợi ích của cái pháp tu này truyền bá rộng ra. Đây là cái rất là quan trọng. Nên quý vị phải đầu tư là tại cái gia đình quý vị. Thí dụ như mà cộng tu mà vài chục người này, quý vị phải đầu tư thêm cái lo nữa. Nó kết nối một cái lo làm sao mà số lượng đông người này ngồi nghe được. Nếu như chỉ có một chiếc điện thoại thì những đứa nói chuyện gì cái như là thôi. Từ khi có Thiên Nhĩ cái đèn bông sen đó, nó làm sen đó đó. Nên những đứa nói là cái đèn bông sen này là đa phần ai cũng có nè.
Nó chỉ cần mà quý vị mua chừng hai cục pin nhỏ nhỏ vì để vô ở dưới cái nắp dưới đít là tự nhiên quý vị bật lên là cái đèn bông sen này nó không bao giờ tắt. Mà một cái pháp hội lễ viếng Đức Phật A Di Đà cực kỳ đẹp luôn. Mình đã từng tổ chức cái lễ viếng Đức Phật A Di Đà mà ở đạo tràng ở chùa rồi, quá thù thắng rồi. Bây giờ tới trên không trung, năm nay quý vị phát động cái chương trình này cho hàng cư sĩ, gọi là cư sĩ từng gia đình, từng gia đình, từng gia đình, tại gia đình quý vị ngày lễ viếng Đức Phật A Di Đà mà tổ chức. Có nghĩa là tại gia đình quý vị là kết một cái nhân duyên tổ chức lễ viếng Đức Phật A Di Đà, từ một người cho đến 100 người, tùy mỗi gia đình mà cộng tác lại thành một cái đạo tràng trên không trung. Chứ cái chữ không trung này là mở rộng lắm quý vị, cái phạm vi trên không trung này là rất mở rộng thật sự. Nên những đứa nói mỗi ngày mà quý vị tu tại gia đình quý vị mà thường xuyên một ngày 4 năm thờ gì, có những người tu 4 năm thờ luôn á, thì quý vị biết rằng là mỗi ngày mà cộng tác cùng với cả 1.000 người mỗi thờ tu sáng tối thì hơn 2.000 người, hơn 2.000 thành viên là đông lắm đó quý vị, hơn 2.000 thành viên là rất đông á. Tính ra chắc khoảng 3.000 con người ta để tu mà mỗi cái thờ mà sáng với tối đó, mà mình cùng cộng tác chung vô đó, cái quay lực này không đơn giản chút nào. Tuy là mình ở mỗi nơi mình ngồi có mình nghe, nhưng mà mình đang cộng lực tu đó. Quý vị để ý đi, nếu như mà có một mình quý vị sẽ tu không nổi. Nếu mà không phải là màn hình này, không phải là cái đạo tràng này, không phải những đức tu chung với quý vị, tự nhiên quý vị sẽ không tu được hai thờ đều đều nữa, chứ đừng nói chi mà 4 năm thờ. Có những người hai thờ đều đều mà khó giữ á. Vì mà từ khi cái đạo tràng trên không trung này mọc lên một phát thôi, phát triển lên, vì mà nhiều người tăng tốc lên một cái thêm 2-3 thờ thêm, không đơn giản đâu. Nên đây là gọi là quay lực của đại chúng, dù là mỗi người mỗi nơi nhưng mà quay lực của đại chúng. Nó giống như mình quy về mục tiêu luôn quý vị, cộng lực lại thành một cái quay lực tu. Quý vị phải đầu tư thêm một cái tivi nữa, thật sự mà nói cái này cần làm luôn á. Tại vì sao? Vì nó quá lợi ích. Giống như mà Quảng Tâm Bình Định đồ này kia đâu, nó nơi nào mà ta lợi người ta tu thường xuyên, quý vị dám đầu tư một cái tivi. Mà cái tivi bây giờ nhà nước nghe nói đó là quý vị nhờ người ta cài rung giùm luôn. Tivi bây giờ nó có cái chức năng, quý vị hỏi cái tivi nào đó mà người ta cài rung ở trong tivi luôn. Rồi tivi đó quý vị chỉ cần thêm một cái loa thôi, không có nhiêu tiền đâu, là tự nhiên quý vị bật lên một cái thôi là hình những đức ở trên, một tấm hình nhỏ nhỏ ở dưới, thêm 4-5 hàng nữa là thành một cái hội chúng mà quý vị nhìn theo đó, quý vị tu chụp. Những đức nó thật sự tu đây là nó có cái lực vô cùng, nhìn như một cái đại chúng luôn, mình đem về nhà mình luôn, tự nhiên gia đình mình trở thành một cái đạo tràng, gia đình mình trở thành một ngôi chùa nhỏ. Quý vị nghĩ đi, xây một ngôi chùa không đơn giản nha quý vị. Vậy mà bây giờ Tam Bảo mỗi gia đình, đây là cái đức mà ông bà gieo cho con cháu từng đời từng đời, mà tại gia đình mình tu, con cháu từng đời từng đời từng đời nhìn theo, mấy đứa nhỏ nó nhìn theo, rồi từ mấy đứa nhỏ này học theo, rồi tiếp tục con cháu của nó tiếp nối theo như vậy. Đây là cái đức, cái đức. Nên á, bây giờ á, tivi quý vị ra hỏi người ta mua cái tivi phải làm sao, cài giùm cho tôi rung, thấy không? Nó ra điện máy xanh vậy đó, mua tivi chắc bây giờ tivi bán đắt dữ rồi nha. Nó mua lo đồ thêm phải đầu tư. Người ta lợi, người ta tu mấy chục người gì mà mình không dám đầu tư sao? Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Đầu tư liền để cho cái đạo tràng này quý vị biết, ngay cái gia đình quý vị, tự nhiên quý vị sẽ thấy thù. Mình đến đến là quý vị cho hết bộ phận thành đại tự nhiên, mình cứ làm hết bộ phận mình đi. Những việc tốt, việc lợi ích được mình cứ làm tặng đáy lòng của mình. Đó nên năm nay những đức phát động cái chương trình mà đạo tràng trên không trung, năm nay cái hàng cư sĩ chúng ta, những đức quý vị là cư sĩ hết, bây giờ phát động cái chương trình lễ với Phật A Di Đà này, mấy chục ngàn con người thử cho thử hay sao, trên không trung này mà mấy chục ngàn người mà tổ chức cái lễ với Phật A Di Đà này chắc dữ dằn lắm nha quý vị, không đơn giản đâu. Nó nên phát động cái chương trình này, rồi mỗi một cái đạo tràng là chỉ cài rung cho người ta để mở rộng phạm vi ra từng nhà từng nhà, để mà có từ khóa tu. Chỉ cần có một chiếc điện thoại thôi, ngay công ty, ngay sở làm, ngay công việc gì ngoài đường đi chăng nữa, mình chỉ cần mà bật lên cái rung thôi, tới giờ tu cũng được. Hoặc là ngồi may đồ gì thì bật lên đó niệm Phật theo. Có nghĩa là những đức mong làm sao mà nơi nơi đều có câu Phật hiệu đi đến nơi đó, chỗ nào cũng có câu Phật hiệu gieo nơi đó. Mà chỗ nào có cái câu Phật hiệu gieo nơi đó là chúng sanh còn sống được nhờ, chúng sanh đã chết được lạc, thấy không?
Nên đó là cái mà quý vị nên chân thật phát tâm để cho cái kiếp nạn nhân sinh này được hóa giải bớt đi. Và cầu nguyện cho tất cả những người mắc mà chưa được siêu thoát, nhờ niệm Phật mà giúp cho họ siêu thoát. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm. Gặp được pháp môn niệm Phật này nên chân thật mà niệm Phật, để khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nghe. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúc vị vui vẻ nha. A Di Đà Phật. Recording in progress. Quá đông.